Xin kính chào quý vị bà con cô bác. Bây giờ xin mời quý vị bà con mình nghe những câu chuyện ngắn của tác giả Hai Hồng Sài Gòn. Chuyện thứ nhất, Con bà Phước. Vô quân trường diệt Mỹ thụ huấn, tôi được nhập khóa học với dân số 27 của một đại đội khóa sinh của trung tâm huấn luyện. Từ phi trường Biên Hòa, khi chúng tôi lục đục tiến hành chui vô các thân chiếc phi cơ hạt Wing C-130 để bay ra phi trường Nha Trang, thì tôi đã thấy anh rồi. Lấy làm lạ vì anh là một nghệ sĩ có tiếng tăm. Thay vì phục vụ cho mấy đơn vị biệt đoàn văn nghệ, tại sao giờ này anh lại có mặt trong đám tân binh thần hổ như chúng tôi? Tôi còn nhớ dạo đó, năm 1972, nhà anh Hoài Trúc Phương tọa lạc trên đầu đường lộ nơi tôi sinh sống. Đôi Uyên Ương, Trúc Phương và Kim Tuyến dọn về đây ở từ khi nào thì tôi không rõ. Cũng như duyên cớ gì anh không ở lại Đô Thành mà chọn nghiệp lính màu áo hoa rừng. Cứ tưởng rằng anh sẽ cùng lăn lê bò trường như chúng tôi ngoài bãi tập ở quân trường. Nào về đâu anh được đại đội trưởng chọn anh vô ban hỏa đầu vụ, chuyên lo cho cái bao tử của cả trăm anh em. Vậy là tôi không có cơ hội làm quen và nhận bà con xa. Dù Đại Bác 105 ly bắn cũng không thể nào tới. Anh gánh cơm nước hàng ngày ra bãi tập rồi chia phần ra cho từng tiểu đội, để anh em xúng xích lại ngồi ăn chung với nhau. Anh gánh cơm chưa đầy một tuần thì anh được tiểu đoàn khóa sinh kéo về làm văn nghệ giúp vui cho đám tân binh tụi tôi. Những khi ngồi xem anh hát hò trên sân khấu, khiến cho tôi thật thích thú vô cùng. Niềm tự hào nó len lén trỗi dậy trong tôi với suy nghĩ, vì anh là hàng xóm của tôi đó mà. Bù lại sự mất mát đó, tôi có hai thằng bạn khá thân học cùng chung khóa, thằng Lập và thằng Kháng. Hai thằng này là dân xóm Cây Điệp, một con hẻm cách rạp hát Đông Nhì ngày xưa gần trăm mấy mét. Khi còn ở nhà, mỗi khi nghe nhắc đến dân xóm Cây Điệp là mấy đứa say lố cố như tôi ngán lắm. Vì khi vãn hát ở rạp Đông Nhì cuốc bộ về nhà, phải đi ngang cái hẻm này. Nhiều đứa con nít xóm khác bị mấy tay anh chị nơi đây hỏi thăm sức khỏe. Tiếng dữ đồn đại ra xa, nên đám nhóc tì ngày xưa ít khi nào dám léo hánh đến khu vực này. Vậy mà khi vào quân trường, nằm cạnh thằng Lập với thằng Khám, tôi thấy hai thằng hiền như cục bột, nỗi oan đã được giải. Từ đó tôi mới hết ác cảm với dân xóm Cây Điệp ngày xưa. Ông thường vụ đại đội tôi được đám khóa sinh ví là ông già hắc ám. Mỗi khi trong đại đội có thằng nào phạm lỗi lầm nào đó, ông như phạt nguyên đại đội. Vài ba lần đầu có đứa bạo miệng lên tiếng phản đối hình thức phạt tập thể này, ông như kêu ra khỏi hàng giảng giải xong rồi tặng cho vài chục cái hít đất. Còn nếu như đang ở bãi tập mà có ao hồ sông suối, ông cho mang ba lô và súng đạn xuống ngâm nước vài giờ với cái mỹ từ tình ca người đi biển, hoặc cho leo núi với cái tên Vũ Khúc lên đồi. Thụ huấn được gần nửa tháng thì chủ nhật nọ, người thân từ Sài Gòn hoặc nơi tỉnh lỵ nào đó ra thăm nuôi. Đứa nào có người thân ra thăm thì ông như viết cho miếng giấy có danh số, cho người chạy vô sang kêu ra để gặp mặt. Lần lượt đám bạn trong trung đội tôi, ai cũng có người nhà ra thăm. Duy nhất, mình tôi không có người ra thăm. Điều này tôi chẳng ngạc nhiên lắm, vì tôi tiên liệu trước rồi. Nhà tôi nghèo, rất đông anh em. Ba má tôi không thể nào ra thăm con mình, vì làm điều đó sẽ thiếu trước hụt sau vì đồng lương công chức ít ỏi, ba tôi không thể lo toan vuông tròn. Hết giờ thăm nuôi, đám bạn tôi quay về Sam với đồ đạc lũ khủ trên tay. Nào là mắm ruốc xào thịt, bánh kẹo, thuốc lá, đường sữa, thịt chà bông vân vân. Thấy tôi ngồi buồn bã xem mấy lá thư cũ, thằng Lập kéo tôi lại nơi nó đang bày biện đồ ăn thức uống ê hề. Lập nói, nè, mày ăn đi Hùng. Tao biết mày buồn lắm vì không có người thăm nuôi. Mày ăn chung với tụi tao cho vui. Nước mắt tôi chực trào ra khi nghe những lời mời mọc đầy tình cảm của thằng Lập.
Mặt tôi chảy nước mắt thật sự. Khi phía giữa xăm có đứa lên tiếng. Đứa nào không à, có ai thăm nuôi là con bà Phước đó tụi bay. Thằng Kháng vốn hiền lành, nhưng nghe câu nói vô tình của ai đó, khiến tôi đau lòng. Nó bèn đi đến cái đám vừa phát ngôn trên. Sau một hồi to nhỏ gì đó với mấy thằng kia, tôi thấy thằng Kháng đẩy lưng thằng Oanh với thằng Dĩnh đi về phía tôi. Đến nơi thằng Oanh nó xài xuống vỗ vai tôi, nói lời xin lỗi. Tao không cố ý ghẹo mày đâu Hùng. Cái câu con bà Phước thiên hạ âm chỉ những người tứ cố vô thân được mấy bà trong dòng tu đồng bọc. Ngoài ra tao không có ý châm chọc mày. Nói xong, thằng Oanh đưa cho tôi hai cái bánh ít nhân dừa. Lúc xong việc, tôi mở ra ăn, nó ngon thấu trời xanh. Thằng Dĩnh san sẻ cho tôi cả chén thịt heo chà bông và một ổ bánh mì. Nhận quà của đám bạn nhín nhúc lại cho mình khiến tôi cảm động và ấm lòng vô cùng. Vì con bà Phước cũng có được nhiều món ăn ngon quá xá. Đám khóa sinh lúc nào cũng thèm thuồng những món ăn, mà khi thăm nuôi thì người thân chỉ cho đồ ăn thức uống và một ít tiền xài lặt vặt. Nắm được yếu tố này, ông Thượng Sĩ Như cho vợ con nấu những món ăn hấp dẫn, gánh theo ra bãi tập nơi chúng tôi luyện tập. Đến giờ giải lao, chúng tôi sống lại bên hàng gánh của bà mà không trả đồng xu cắt bạc nào. Còn ông Thượng Sĩ đã ghi danh số của ai ăn hàng rồi. Vậy đó, đến gần ngày mãn khóa, chúng tôi lãnh trước ben 3 tháng lương. Lúc này thì bà vợ và con ông Như đứng cạnh mẹ sát ván, trừ thẳng tay không sóc con nhạn là đà nào. Đêm cuối cùng ở quân trường Dục Mỹ, thông thường mấy cán bộ như Thượng Sĩ Như, họ né hết, vì có người sợ khóa sinh thù hằn trong những khi phạt vạ trước kia. Trái lại, ông Như của chúng tôi hiên ngang ghé lại xăm chúng tôi. Hai ông bà và cô con gái đem đến mấy bao bắp luộc nóng hổi cho anh em tụi tôi thưởng thức. Nồi nước chè xanh bốc khói thơm lừng, cùng phụ họa vô cho buổi chia tay thêm phần ấm cúng. Trước khi quay gót, ông Như nói vài lời chúc sức khỏe đám đàn em sắp ra ràng. Mấy anh em về đơn vị nhớ giữ sức khỏe. Chỉ tôi gửi lời thăm đến quý quyến của anh em. Nhân đây tôi xin gửi chút ít tiền đến ba người con bà Phước, mong các em được an ủi phần nào. Cả đại đội vỗ tay trân trời, ba thằng con bà Phước cầm cái bao thơ mà rưng rưng nước mắt. Ông Như đâu có hắc ám như buổi ban đầu chúng tôi nhận xét, bởi vậy tôi luôn nhớ nằm lòng câu cổ nhân đã dạy. Đừng coi mặt mà bắt hình dung, nghe các bạn. Tôi không chắc rằng Thượng Sĩ Như còn hiện diện trên cõi đời này. Những nghĩa cử của ông với đám con bà Phước ngày nào, tôi vẫn khắc ghi trong lòng mình, Thượng Sĩ Như ơi. 24 tháng 1, 2024. Và tiếp theo đây là truyện ngắn, Công viên buồn. Xin mời bà con mình cùng nghe tiếp. Từ khi còn là thằng con nít 12 tuổi, tôi đã thấy anh ngồi ở đây rồi. Mỗi lần đạp xe đi ngang qua đây, tôi và đám bạn dừng xe lại, vừa quẹt lau mồ hôi trên trán, vừa uống nước và vừa ngắm nhìn anh. Gương mặt anh trầm tư như đang đau đớn nhìn về khoảng hư không của cuộc sống. Lo cho vận nước, lo cho những anh em còn đang gian khổ ngoài chiến trường. Anh chính là pho tượng thương tiếc ngồi gác cho đồng đội đang nằm yên nghỉ trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Tháng Tư lại quay về trên đất mẹ. Cái nắng thật gay gắt khiến ai có ý định đi ra ngoài cũng ít nhiều e ngại. Cho dù đang đau bệnh rầy ra, cho dù tuổi tác đã đến độ thất thập lai hy, tôi cũng ráng theo chân một số bạn trẻ để đi viếng các chiến hữu ngày xưa của mình. Các anh đang ngủ yên trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Hẹn với các bạn trẻ sáng hôm sau lên đường. Đêm trước, tôi cứ trằn trọc mãi, cho dù cố dỗ giấc ngủ nhưng chẳng thành. Vậy là miền ký ức trong tôi lại hiện về hai khuôn mặt hai thằng bạn cùng nhập ngũ, cùng học tại quân trường Dục Mỹ, và cùng ra đơn vị một ngày, thằng Lập và thằng Kháng, nhà ở xóm cây điệp gần rạp hát Đông Nhì ngày xưa. Hai thằng bạn tôi nó hiện như cục bột, vì từ khi quen biết rồi sống chung nhau nơi quân trường, tôi chưa bao giờ thấy tụi nó ba gai,
cũng không thấy nó nổi nóng và chửi thề bao giờ. Vậy đó, mà khi ra chiến trường An Lộc, những tưởng hai thằng nó được bề trên che chở. Nào ngờ tụi nó lần lượt ra đi tại chiến trường này. Thằng Kháng thì vướng mình khi đi hành quân. Thân xác nó chỉ còn là những mảnh vụn nằm trên mặt đất. Bạn bè phải gom lại gói trong chiếc phong xu từng che mưa cho nó trong những cơn mưa rừng. Rồi thằng Lập cũng nối gót thằng Kháng, giả từ cuộc chiến trong chiếc phong xu. Khi chiếc trực thăng tản thương chở thi thể hai thằng bạn thân thương của tôi rời miền hỏa tuyến, tôi ngước nhìn theo bóng dáng chiếc trực thăng. Khi bầu trời vàng hoe nhuộm nắng, bất giác tôi có tâm trạng như mất đi những gì quý giá nhất trong đời của mình. Tự dưng nước mắt tôi rịn ra hồi nào không hay. Chưa đến giờ hẹn, tôi nôn nóng lần mò ra đường lộ để chờ xe đến đón mình. Nói ra xấu hổ, nói đi viếng các anh mà tôi chỉ góp được vài gói thuốc lá, còn lại toàn bộ chi phí các bạn trẻ lo hết tráo. Có em nói, chú lớn tuổi rồi, đâu có làm gì ra tiền nữa. Tụi em còn trẻ để tụi em chung lo, chú đừng ngại. Nghe mấy bạn trẻ nói vậy làm cho tôi bớt áy náy trong lòng. Nhân đây cũng cầu mong cho các em cháu này được nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Xe bắt đầu lăn bánh, lòng tôi bồi hồi vô cùng, pha chút buồn buồn. Vì gần nửa thế kỷ từ ngày tàn chiến cuộc, vậy mà mãi đến hôm nay mình mới đến thăm các anh. Thôi thì mong các anh thông cảm vì bao nhiêu chuyện lo toan cho cuộc sống, nên tôi đã tạm quên những người nằm xuống chiều qua. Mặc dù muộn màng, nhưng có còn hơn không. Tôi có dịp đến thăm để nhìn từng bia mộ, đọc từng tên cấp bậc và đơn vị ngày xưa. Biết đâu tôi sẽ gặp lại hai thằng bạn của tôi đang ở vùng năm chiến thuật nơi này. Xe vô tới cổng Nghĩa Trang, bạn Ben gom giấy tờ của mọi người trên xe trình cho các anh bảo vệ Nghĩa Trang để vô sổ người đến viếng, để cho nhanh chóng người bảo vệ dùng phone chụp lại giấy tờ rồi nhanh chóng trả lại, để mọi người đi vô trong viếng mộ. Xe chạy một đoạn trong Nghĩa Trang, các bạn trẻ chọn nơi có những ngôi mộ nhà nghèo. Những mộ phần đơn giản từ lúc chôn cất không hề thay đổi đến bây giờ để viếng. Trong Nghĩa Trang không gian thật vắng vẻ, tiếng ve kêu thật to trên những cây cao nằm chen trong các khu phần mộ. Rồi tiếng kinh cầu siêu của một chiếc loa tự động dùng năng lượng mặt trời làm nguồn điện. Nó phát liên tục những câu kinh khiến không gian càng thêm não nụt. Cả đám tụi tôi sống lại, quơ đám lá khô khỏi các phần mộ cho thêm phần thoáng đãng. Các cô gái trong đoàn liên tục thắp nhang đèn cho từng ngôi mộ. Tụi tôi tự chia nhau cắm theo từng hàng để chiến hữu nào cũng có phần. Dây tiền bằng bạc, bia Sài Gòn, bánh kẹo được bày ra, thuốc lá đốt lên mời rồi đem đến từng ngôi mộ cho các anh. Kìa, mộ anh lính trẻ, lính của niên trưởng Nguyễn Đình Bảo. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù, người đã nằm lại trên đồi Chạc Ly năm nào. Trên mộ bia anh quân nhân thật trẻ với bộ quân phục và chiếc bê rê đỏ thật đẹp, thật quay hùng. Cạnh đó vài ngôi mộ khác đủ binh chủng, cấp bậc. Thương nhất những ngôi mộ không còn bia, các anh đã trở thành anh hùng vô danh thật sự. Tôi thầm khấn vái. Hôm nay, nhân dịp lễ thanh minh có duyên do các bạn trẻ tổ chức, tụi tôi dâng lên các chiến hữu tấm lòng thành, chút ít lễ vật các anh cùng thụ hưởng, mong các anh được an lành nơi miên viễn. Khói nhang nghi ngút bay lên, bất chợt tôi nhìn vào tấm bia mộ người lính trẻ tiểu đoàn 11 nhảy dù. Tôi có cảm giác anh đang cười vui với mình, khiến tôi cũng cười lại với anh lính nọ. Sau khi đi viếng ba khu, mỗi khu vài chục ngôi mộ, tôi nói với Ben, nếu mình viếng toàn bộ ngôi mộ ở đây có khi 3 tháng chưa xong nữa ha Ben. Ben cười rồi nói, à đúng rồi anh, nhiều đoàn khác họ viếng khu khác chia nhau làm việc nghĩa. Tôi có thắc mắc với Ben, này chủ nhật mà có vài đoàn đi viếng sao ít quá vậy Ben. Ben nói, mùa thanh minh mấy hôm trước thiên hạ vô đây viếng đông lắm, tụi mình đi vậy là chậm rồi đó anh ơi. Khi Ben nói xong, tôi đảo mắt nhìn các khu kế cận, khu nhà giàu, những phần mộ được thân nhân tu sửa khang trang đẹp đẽ,
Trước mộ phần nhiều bó hoa cúc vàng ươm đang khoe sắc cùng nắng hạ. Trời nghĩa trang quân đội biên hòa, khi xe chạy ngang nghĩa dũng đài. Tôi giơ tay chào kính theo quân phong quân kỷ ngày xưa, chào tạm biệt các chiến hữu thân thương. Hẹn lần sau gặp lại nếu sức khỏe còn cho phép. Xe chạy vòng vèo một hồi, tài xế đưa cả đám đến nghĩa trang lấy thiêu. Trước đây tôi nghe có những ngôi mộ rất đặc biệt, đến hôm nay tôi mới có dịp diện kiến. Nghĩa trang ở lấy thiêu không khí thật u buồn, nó chật hẹp bởi mộ phần nằm chen chúc bên nhau. Vô cổng nhìn bên trái, tôi thấy một hàng bia chứ không có cốt. Nào là các quân nhân trông ở nghĩa trang quân đội Gò Vấp di dời về đây. Các nhị tỳ khác trong thành phố cũng gom về đây. Đủ thành phần dân quân lính cũ, lính phía bên thắng trận cũng vô đây vài người. Đốc nhang và giấy tiền vàng bạc cho dãy này xong, tụi tôi bắt đầu lùng sục, tìm đến mộ nhạc sĩ Trúc Phương. Một nhạc sĩ tài hoa mà hồi trước, người lính nào cũng đã từng hát hò những bản nhạc của ông. Nào là kẻ ở miền xa, trên bốn vùng chiến thuật, bông cỏ mây. Ông nói dùm tâm tư của những người lính ngày xưa. Cảm ơn nhạc sĩ thật nhiều. Vài nén nhang chúc ít quà cho ông. Tôi mong ông có đời sống an lành, không như những ngày ông lận đận trước đây. Các ngôi mộ đặc biệt đây rồi. Mộ ông Diệm, Tổng thống đệ nhất Cộng hòa bên cạnh thân mộ của ông. Mộ ông Cẩn, ông Nhu, ông Luyện. Không ngôi mộ nào có hình ảnh và ghi tên thật. Chỉ ghi tên thánh và huynh đệ thân mẫu vân vân. Khi cải táng về đây nhằm tránh tụ tập đông người nên bia mộ các ngài chỉ ghi chừng đó mà thôi. Viếng xong các ngôi mộ này tụi tôi cùng nhau ra về. Ra khỏi nghĩa trang tôi nói với ba cô gái trong đoàn. Tụi con thấy không, thân phận con người buồn lắm. Người địa vị cao chín tầng mây, người cơ hàng thiếu đói. Khi chết rồi cũng chừng đó huyệt mộ giống nhau. Có cô nói, tuy vậy khi nằm xuống cũng còn có giàu nghèo nữa nha chú. Tôi trả lời, chú thay rồi, nhưng thấy phần mộ của cụ huynh đơn sơ chú cũng thấy buồn cho ổng. Chẳng bằng thời nay nhiều, nơi mộ phần như cung điện, thật xót xa cho kiếp con người. Ghé bờ xong lấy thiêu, cả đám tụi tôi ăn cơm trưa rồi chia tay, hẹn các bạn gặp lại mùa sau, nếu còn duyên nhé. Mùa Thanh Minh 2024. Tác giả Hai Hồng Sài Gòn. Hai truyện ngắn của tác giả Hai Hồng Sài Gòn đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả, cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.